Chị em thân mến, lời Chúa chiều tối hôm nay mà chúng ta vừa nghe, con xin đọc về câu cuối cùng. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đi. Heaven and earth will pass away, but the word of God will not pass away. Trời đất sẽ qua đi. Cái chữ trời ở đây không có nghĩa là chữ thiên đàng đâu. Chỉ muốn nói là cái vũ trụ mà chúng ta đang sống sẽ qua đi, sẽ biến đi. Nhưng lời của Chúa sẽ tiếp tục ở lại với chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống. Và đến lúc mà chúng ta trở về thiên đàng, lời của Ngài vẫn ở đó với chúng ta. Lời Chúa mà chúng ta nghe chiều hôm nay, đó là lời của Ngài, lời của Chúa. Nhưng mầu nhiệm Giáng sinh mà chúng ta chuẩn bị mừng 3 năm tuần thôi, thì chúng ta mừng một sự kiện ngôi lời đã trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta. Lời của Thiên Chúa nói ra còn chính là Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài. Và ngôi lời được nhập thể và ở giữa chúng ta. Và chiều hôm nay Ngài hiện hữu với chúng ta qua lời của Thiên Chúa mà chúng ta vừa nghe qua bài đọc 1, bài đọc 2, đáp ca, bài phúc âm. Và chính ngôi lời đã nhập thể đó đã trở thành sáng làm đó, hiện hữu trên bàn thờ, trở thành mình và máu cho chúng ta. Lời của Chúa sẽ chẳng bao giờ qua đi. Lời của Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa là tuyệt đối. Và vì Thiên Chúa là tuyệt đối, cho nên chúng ta một lần nữa đừng tuyệt đối hóa những cái gì là tương đối. Những cái gì là tương đối thì đừng tuyệt đối hóa nó. Và lời của Chúa chẳng qua đi có nghĩa rằng những cái gì khác sẽ qua đi. Nó sẽ chóng qua và vô bổ, nó không có tính chất vĩnh cửu. Chỉ có lời của Chúa, chỉ có Thiên Chúa là vĩnh cửu. Cho nên chúng ta cũng đừng vĩnh cửu hóa những gì chóng qua vô bổ. Và cuối cùng, chỉ có Thiên Chúa là đấng thánh tuyệt đối. Cho nên chúng ta cũng đừng thần thánh hóa những gì là tạm thời. Con đi xin quý bà anh chị em trong phục vụ thứ 33 chiều tối hôm nay, thì chúng ta nói về ngày Thánh Chung, ngày thế nào, thì xin mọi người chúng ta sống làm sao để chúng ta cảm nhận lời của Chúa tối hôm nay là tin mừng cho tâm hồn của mọi người chúng ta. Thì con có một cái đề nghị cụ thể, và con có ghi trong trang số 10 của tờ thông tin giáo xứ của chúng ta chiều tối hôm nay, là mỗi người chúng ta nên nói cho một người khác nghe về sự xác tín của chúng ta vào Thiên Chúa tuyệt đối, vĩnh cửu và thần thánh. Xác tín, nói cho một người khác nghe về cái sự xác tín về niềm tin của mình. Và tin là sự hiện hữu của Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa với hết tất cả tấm lòng của mình, nói cho người khác nghe.